Happy Robust Shop, nơi bạn có thể mua Robust uy tín với giá cả phải chăng. Robust 120 giờ, Robust chính hãng. Cùng với đó là đa dạng các loại dịch vụ cài thuê, mua Game Pass, mua Devil Fruit vĩnh viễn. Còn chờ gì nữa, hãy đến ngay với Happy Robust Shop. Hello, xin chào cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tiệm One Root nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ có một cái video là mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn gọi là cài cấp một cách nhanh chóng nhất. Cái này là một cái gọi là một cái mẹo, một cái sao ta? Cái này không nó fit, đã fit bớt rồi nha mọi người, nhưng mà nó vẫn chưa hết. Đó là cũng không phải gọi là dạng bung cấp nữa, nhưng mà cái nhiệm vụ này thì mọi người có thể nhận được hoài, và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhận như thế nào ha. Thì nó có nhiều cách nhận khác nhau lắm, nó tùy vào mọi người thôi. Thì mình biết cái gì thì mình chỉ mọi người cái đó ha. Thì để đầu tiên á, thì mọi người phải đi đổi một cái melee khác cái lông trổ hũ, xong rồi mọi người nhận nhiệm vụ ở con boss Sabo mà ở video trước mà mình có làm á. Xong rồi mọi người đi ra, mọi người muốn đi ra cái này á thì mọi người phải có được cái key á mọi người. Nó giống như kiểu cái key á, mọi người farm ở đây thì mọi người đánh quái thì mọi người nhận nhiệm vụ thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 24 tỷ kinh nghiệm nhé mọi người. Thì hiện tại bây giờ mình chỉ có 94m lên một cấp, mà 20 mấy tỷ này là lên khoảng 200 cấp. Xong rồi mọi người cắn cái X2 vào nữa thì mọi người sẽ có cho mình đó là 40 tỷ kinh nghiệm nữa nha mọi người. Thì yêu cầu của nó là mọi người phải tiêu diệt con boss Sabo nha mọi người, là mình phải là người dứt điểm mới được nha. Đó, mình biết cái gì thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái đó. Thì farm cấp lên là được cái đẳng cấp đó là 23.000 rồi mọi người, bắt đầu mọi người đi farm quái ở ngoài thì mọi người chỉ cần đâu đó khoảng 10 phút thì mọi người sẽ có ngay cho mình đó là level 28.000 đấy. Cái này là không, hôm bữa mình nói ủa sao bọn này lên cấp nhanh như vậy, không phải mọi người, lý do là farm bằng cách chỉ có từ level 18.000 lên level 23.000 á, mà mọi bạn không biết á thì nó sẽ lâu thôi. Còn mọi người dùng cái cách mình đang làm á thì nó sẽ rất là nhanh. Thì đi thì cái này thì chúng ta có tỷ lệ là drop đồ nữa mọi người nhé. Mình cũng không biết đâu mọi người ạ. Hình như là nếu như mấy bạn nhận nhiệm vụ đánh thì nó sẽ không có drop. Còn nếu mà mọi người kiểu mọi người nhận nhiệm vụ kiếm kinh nghiệm á thì nó không drop đồ hay như thế nào á, mình cũng không biết nữa. Thì sắp tới thì mình sẽ cố gắng kiếm cái bộ đồ của con Luffy ở trong đây để mình test down cho mọi người coi ha. Nghe nói đâu cái bộ đồ của con Luffy ở trong Brave Sabo này nó tăng đến 71% đam DF nha mọi người. Hiện tại thì mình đã có 2 món rồi, và tất cả nó là limit còn á mọi người. Mình còn thiếu một cái mũ nữa. Ngày hôm qua mình đánh rớt cả mũ cả áo okay, kèn, nhưng mà cái mũ này là cái mũ rare, chúng ta cần cái mũ mythical mọi người ạ. Bây giờ thì để xem mình đi xong rồi mình sẽ cho mọi người coi cấp của nó lên như thế nào ha. Hiện tại mình đang level khoảng 18.000 mấy thôi, và xíu nữa cắn một phát là có thể là lên 200 cấp hoặc 300 cấp gì đó đấy. Cái này mọi người có X2 kinh nghiệm riêng á, xong rồi X2 kinh nghiệm bát á, xong rồi mọi người cắn X2 kinh nghiệm thường vô nữa là mọi người được X6 kinh nghiệm á, thì lúc đó mọi người đánh một rai á nó sẽ tầm khoảng 60 mấy tỷ kinh nghiệm, thì một rai các bạn có thể lên hơn 500 cấp nha. Thì mấy bạn chỉ cần đi ra như thế này để lên level 23.000 thôi, xong mọi người cài ở ngoài rất là nhanh luôn. Bây giờ thì mấy bạn còn theo dõi mình là mình làm cái gì thì mấy bạn làm y chang cái đó là mấy bạn sẽ gọi là có được cấp farm nhanh chóng luôn ha. Hiện tại thì tại mình đang đi ở server thường nên rất là đông người. Cái vé này á nó yêu cầu mọi người là phải 10 phút mới đi được một lần nên cũng hơi khó một xíu. Nếu các bạn đi solo cũng được, nếu các bạn có được cái trái Luffy Gomu G4 như mình á thì các bạn có thể đi solo thì nó rất là khỏe luôn. Đấy mọi người thấy không? Và bây giờ mình sẽ làm hai lần cho mọi người xem ha. Cách đầu tiên là đánh để lấy cấp trước, xong là lần thứ hai làm như thế nào để chúng ta có thể nhận được nhiệm vụ nữa. Để cho các bạn nhận thêm một lần nhiệm vụ nữa thì cứ làm, cứ liên thuyên như vậy thôi, là xíu nữa các bạn sẽ gọi là nhanh chóng thôi. Chủ yếu là có ai đi cùng với mọi người không thôi. Đi solo thì nó sẽ hơi cực một xíu ha. Đi solo thì nó sẽ hơi cực một xíu. Bây giờ mình yêu cầu là mọi người phải tiêu diệt con boss này đó. Mọi người phải là người dứt điểm nó mới hoàn thành nhiệm vụ nha. Đấy, như thế này đó, mình là người dứt điểm đây. Đó, mọi người mình thấy mình lên cấp không? Đấy, mình quên cắn X2 rồi mọi người ạ. Rồi, tiếp theo thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta lấy cái mini Sabo. Chúng ta lại lấy cái mini Sabo lại ha. Xong rồi chúng ta đi qua bên kia, chúng ta lại đổi ngược về cái mini đi qua bên kia chúng ta lại đổi ngược về cái mini chị ta mini Sas Galaxy. Xong rồi mọi người lại quay về, mọi người nhận nhiệm vụ nữa. Và yêu cầu của cái này nó hơi đặc biệt một xíu ha.
là mỗi lần mọi người làm như thế này mọi người phải đổi server khác để mọi người đi ha. Lý do đầu tiên là 10 phút và lý do cái thứ hai là hình như là không có nhận nhiệm vụ được hay không có nhận nhiệm vụ được một chỗ hai lần hay sao, mình cũng không rành đó mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi đổi lại cái Mili Galaxy nè mọi người ạ. Đi đổi lại cái Mili Galaxy xong rồi mình sẽ quay gì, mình sẽ đi ra một cái server khác, mình nhận nhiệm vụ ở một server khác xong rồi chúng ta lại tiếp tục vào, chúng ta đi y chang như hồi nãy nữa thì chúng ta sẽ có cấp thôi. Đó, và xíu nữa mình sẽ cắn cái thay vô cho mọi người coi ha, mình lên được bao nhiêu cấp nữa ha. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia Thiện Hải ngay chỗ rớt trái quỷ á. Thiện Hải chúng ta sẽ lập trái quỷ luôn và lấy cái Mili Galaxy, xong rồi giờ chúng ta lại nhận nhiệm vụ con quái Sabo, xong chúng ta sẽ đi ra một cái server khác. Thì nếu như các bạn rảnh thì các bạn có thể kê cái server đó 10 phút, xong các bạn chờ các bạn đi tiếp, còn không thì bạn cứ chỉ server thôi, chỉ server các bạn đi thôi. Hôm bữa cái game pass kia, cái game pass mà mình hôm bữa mình có dư á, là nói gì như nó bỏ qua cái thời gian cooldown của cái raid này thôi mọi người. Cái game pass mình thấy khá là phới, game pass đúng phới luôn mọi người ạ. Nghĩ sao mà kiểu cảm giác bán cái game pass nhìn đúng kiểu vô chi luôn á. Người ta đổi server khác người ta đi thôi, hoặc là có server VIP mọi người cứ đi xong mọi người out ra mọi người vô lại thì nó sẽ hồi thời gian thôi, nó không có cooldown kiểu đó mọi người ạ. Nó không có cooldown theo kiểu đó, mọi người đi rất là lẹ luôn. Nó không có cooldown theo kiểu là nếu như các bạn đi rồi nó chỉ tính trong cái server 10 phút đó, nếu như các bạn đi xong rồi các bạn out ra, các bạn vô lại thì nó là hết cooldown, các bạn đi tiếp thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy cái Mili Galaxy nha mọi người. Lấy cái Mili Galaxy xong rồi phải chuyển server mọi người à. Hồi nãy mình nhớ mình làm là mình phải chuyển server mình mới nhận được nhiệm vụ nữa hay sao á. Phải chuyển server mới nhận được nhiệm vụ nữa mọi người. Bây giờ mình có thể đi vào server VIP chẳng hạn, hoặc là đi vào server thường. Nếu bạn muốn đổi server thường của mình chắc mình sẽ đi vào server VIP mình đi tiếp cho nó dễ. Cứ lặp đi lặp lại vậy thì mọi người sẽ có cấp rất là lẹ thôi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ kẹp thêm cắn cái thai vô nữa nha mọi người, cắn cái thai vô nữa. Và bây giờ mọi người xem thử coi mình sẽ lên được bao nhiêu cấp ha. Mình sẽ tua nhanh thôi cái phần này. Đó, mình nói vậy chắc là mấy bạn cũng đủ hiểu cài như thế nào rồi, đúng không? Đó, quên nữa, mình sẽ vô chỉ lại mấy bạn nhận nhiệm vụ chứ. Đấy, chào chưa, giờ mình sẽ nhận lại nhiệm vụ cho mọi người xem ha. Nhận lại nhiệm vụ. Đi lại ngang chỗ con Sao nãy nhận nhiệm vụ thôi mọi người. Nó không có tốn tiền nha mọi người, không tốn tiền, nó để 500 MB cho lần đầu tiên thôi. Bây giờ thì hình như là hết tốn tiền rồi, hay là tốn tiền nữa mình cũng nhớ nè. Nói chung là tiền thì chắc là mình nghĩ cho các bạn có nhiều mà. Đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần bấm như vậy chúng ta nhận nhiệm vụ lại thôi nhé mọi người. Rất đơn giản. Bây giờ thì để coi lần sau thì mọi người coi thử coi mình sẽ nhận được bao nhiêu kinh nghiệm nha. Đấy, bây giờ mình sẽ tua nhanh đến cái lúc mà mình đánh xong luôn. Vậy chắc là mấy bạn cũng đủ hiểu rồi, không cần phải dài dòng làm gì. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop. This way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on stage. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get
listen up, buttercup. All those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fast. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với con boss Sabo nha mọi người. Để xem đánh xong con boss Sabo này mình sẽ nhận được khoảng 400 mấy cấp hay là 500 cấp nha mọi người. Thì hiện tại mình đã cắn ít 2 rồi và cái nhiệm vụ của Sabo này 22 tỷ. Có ít 2 kinh nghiệm gì nữa thì là 44 tỷ. Nếu như các bạn có cả cái ít 2 kinh nghiệm từ Game Pass nữa thì các bạn sẽ nhận được là 66 tỷ đó. Thì chắc là rơi vào khoảng 500 cấp. Mọi người nhớ là mọi người phải là người dứt điểm boss nha. Nếu mà đi với bạn bè hoặc là đi solo, tốt nhất là các bạn đi solo. Còn đi solo thì mình khuyến khích cho các bạn, một là xài Luffy G4 thì quá là ok rồi, còn không thì sẽ phải xài River nha. Như hai cái thái quỷ đó thì nó mới cân nổi được cái rai này, mà mọi người đi phải có một xíu kỹ năng nha, không phải đứng tăng đâu mọi người. Cứ hết combo mọi người phải lui ra. Lúc đầu mà mình cứ chơi kiểu Yonki á, đi riết không được mọi người, phải chơi game phải có kỹ năng xíu. Bây giờ thì đang có hai người. Nói tụi đó chỉ với mình thì mình kêu xíu nữa mình kêu nó né boss ra để mình giết điểm boss thôi. Đó. Giết điểm boss là được. Đấy. Ok. Rồi hai nhiệm vụ mọi người thấy không? Mình lên được level khoảng 400 mấy level mọi người ạ. Đó, đây là cách cài level nhanh chóng để mọi người đạt đến level 23.000. Xong rồi mọi người lên nhận nhiệm vụ làm như bình thường thôi. Đấy, đó là tất cả cái gì về cái video mà mình chỉ với bạn cách cài kinh nghiệm nhanh, cách cài cấp nhanh để chúng ta đạt được level 28.000. Khi mà có 28.000 rồi thì các bạn cài điểm Star rất là dễ. Đó, mình lúc đầu mình tưởng mấy tụi kia hack nhưng mà không phải, thì nó có cách đi hết mọi người. Giờ mình phát hiện được. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người video sau nha. Bye bye.